alo alo trời ơi thằng thiện mày đâu rồi tao đứng tao chờ mày nãy giờ nè mày đi đâu mất tiêu vậy trời đất ơi đó tao gọi mày nãy giờ mày còn không thèm nghe máy tao nữa gì gì lộn số gì số này số thằng thiện bạn tôi mà lộn 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 vậy à, tu... trời ơi alo alo sếp hả sếp cho sếp biết cái gì không? hôm qua nha, sếp đi nhậu ha, quá trời xong rồi ha. Sếp ói từ lô tè le lên ngồi mọi người luôn. Trời ơi, mắt cười muốn xỉu luôn. Xong rồi em sợ mọi người không biết, xong ha, em kể hết cho mọi người trong công ty mình nghe luôn. Bây giờ em đang mặt lo lớn nè. Alo, Thiện hả? có cái chuyện này quan trọng đó tôi muốn nói với mày nghe nè nhưng mà trước khi tôi nói cái chuyện quan trọng cho mày nghe tôi kể mày nghe vụ hàng quân hồi sáng này nè nó dắt cái xe ra mày vậy mà nó cán vô cái chân của thằng trọng ừ, nhắc thằng trọng mới nhớ vụ thằng trọng bởi vậy tôi kể mày nghe chuyện của thằng nhân hôm qua nó đi chơi với bạn gái nó mày ơi trời ơi ghê không ừ, nhắc tới gái tao nhớ con hạnh quỳnh mày nó hát hay dữ mày Ờ, ừ, nhưng mà tao quên cái chuyện quan trọng tôi muốn nói với mày là cái gì rồi Ờ... Ừ. alo 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 bà hai hả bà hai cho con gặp hải nha nhanh lắm luôn con bây giờ con có chuyện gấp lắm luôn á nhanh 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 nha bà hai ờ à, à, mà nhanh lắm thì con có chuyện gần gặp nó, gấp thiệt là gấp luôn á các bạn thân mến điện thoại là sản phẩm cao cấp của ngành khoa học công nghệ thông tin nó rất tiện lợi và thông dụng trong việc giao tiếp nó được ví như chiếc cầu nối giúp con người xích lại gần nhau hơn nó có khả năng thu hẹp khoảng cách không gian và rút ngắn thời gian cho con người thế nhưng sử dụng nó cho đúng mục đích và có văn hóa thì không phải dễ dàng xin kể cho các bạn nghe một câu chuyện sau đây hai anh chị có cảm tình với nhau thường xuyên điện thoại hỏi thăm nhau chàng trai mỗi lần gọi điện thoại cho bạn gái đều nói alo cún con của anh nhưng nào ngờ hôm ấy ông bố của cô gái lại nhấc điện thoại vừa nghe nói alo cún con của anh thì ông sốc quá liền đáp lại cún bố mày đây thế là cuộc giao tiếp trở nên căng thẳng nhạt nhẽo và vô duyên. Các bạn thân mến, mỗi lần dùng điện thoại là chúng ta đột nhiên đi vào nhà người ta và làm ngưng công việc của người bên kia đầu dây. Vì thế, muốn sử dụng điện thoại cho đúng mục đích và có tính văn hóa, chúng ta phải tuân thủ 6 quy tắc sau đây. trước hết khi muốn điện thoại cho ai ta phải lựa thời gian thuận tiện đối với họ phải tự hỏi giờ này họ đang làm gì nên tránh giờ cơm giờ ngủ trưa và giờ ngủ đêm thứ đến phải chuẩn bị nội dung mục đích khi gọi điện thoại đồng thời nên có thái độ lịch sự và tế nhị điện cho ai thì nên mở đầu bằng cách xưng hô danh tánh trước thí dụ xin chào tôi là hòa làm ơn cho tôi gặp bình được không nếu không phải là bình bắt máy thì người nghe cũng cảm thấy dễ chịu và sẵn lòng giúp đỡ nếu đúng là bình thì hãy trả lời lịch sự chào hòa bình xin nghe không nên nói trống không ai đó nếu người gọi đến không gặp được người mà họ muốn nói chuyện thì bạn xin họ lời nhắn hoặc để lại số điện thoại thứ hai biết nói đúng cách điện thoại là việc giao tiếp giữa hai con người nó mang tính chất riêng tư và cá nhân vì thế phải hết sức tế nhị và để ý đến người xung quanh cho nên chúng ta hãy nói thong thả đủ nghe tránh to tiếng ở chốn đông người nếu nói lớn quá âm thanh sẽ bị nhiễu và việc truyền đạt thông tin không chuẩn chúng ta dễ hiểu vì sao khi kéo chuông liên hồi con chó hú lên là bởi tần số âm thanh của cái chuông lớn hơn tầm số tai của con chó thật vậy có người cầm điện thoại lên là nói oang oang Alo anh đó hả Họ nói bô bô giữa chốn đông người Họ tưởng là sành điệu Mà kỳ thực là lỗ bịch và khiếm nhã Thứ ba biết nói đúng nơi trong thánh đường, nơi phòng họp, ở lớp học, vân vân Khi đang cử hành thánh lễ, đang hội họp, hay đang học hành chúng ta không nên sử dụng điện thoại vì sẽ làm mất sự tôn nghiêm và ảnh hưởng đến những người chung quanh một thí dụ trong một buổi họp quan trọng có nhiều cử tọa tham dự vị chủ tọa đang thuyết trình bỗng tiếng điện thoại vang lên cả hội trường giật mình tưởng rằng vị chủ tọa này sẽ tắt đi và tiếp tục phần thuyết trình của mình nhưng đáng buồn thay vì chủ tọa ấy dừng bài nói chuyện để trả lời điện thoại mà không một lời xin lỗi khán thính giả thứ tư biết nói ngắn gọn mục đích chính của điện thoại là để nghe nói truyền tải và đón nhận thông tin vì thế càng ngắn gọn càng tốt có người nói điện thoại mà không biết đến thời gian, nơi trốn, đối tượng. Người nghe muốn nói lời tạm biệt mà rất không ra. Họ là người nấu cháo điện thoại. Khi ta nói lâu quá, người khác muốn gọi đến để thông tin cũng bị tắc nghẽn. Thứ năm, biết nói lịch sự. Những từ ngữ như xin vui lòng, cảm ơn, không chỉ làm cho cuộc trò chuyện trở nên lịch sự mà còn giúp bạn dễ chiếm được thiện cảm của người bên kia đầu dây. Mỉm cười khi nói chuyện điện thoại, bạn sẽ được yêu mến và dễ dàng đạt mục đích của cuộc gọi. Khi nói thì giọng điệu nên vui vẻ, nhã nhặn. Khi lắng nghe thì cần chăm chú, nhiệt tình. Không cắt ngang câu nói của người kia được như vậy bạn chính là người có văn hóa giao tiếp qua điện thoại thứ sáu biết nói tạm biệt những gì sau cùng luôn để lại ấn tượng cho người nghe do đó bạn nên kết thúc cuộc gọi bằng một lời chào hoặc lời cảm ơn và đặt máy nhẹ nhàng nếu là điện thoại bạn đừng để người kia chúc bạn một ngày vui vẻ mà bạn chỉ đáp lại bằng một tiếng cúp máy vô tình. Nói lời tạm biệt hay lời cảm ơn cũng là một cách gây thiện cảm khi giao tiếp qua điện thoại. Các bạn thân mến, có trình độ học vấn cao, ăn mặc sang trọng, sở hữu chiếc điện thoại mắc tiền, nhưng chưa thể khẳng định là người có trình độ văn hóa chỉ những ai biết cách sử dụng điện thoại đúng mục đích đúng cách đúng nơi và đúng phép lịch sự thì mới được coi là người có văn hóa giao tiếp qua điện thoại chúc các bạn thành công mến chào tạm biệt các bạn